Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đi làm về và bây giờ bắt đầu với một bữa cơm tối mọi người. Hiện tại thì vẫn chưa ăn chay được. Thì ăn mặn nhưng mà tương lai mình sẽ cố gắng ăn chay thật là nhiều mọi người. Để mình quay sơ sơ mọi người xem. Cơm đơn giản. Cơm rồi.